Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Trên thực tế, người đầu tiên chạy trốn của Tô Thị là Tô Niểu và võ công của nàng cũng không tồi. Nhưng rất bi kịch, do một trận tuyết lớn, con đường dưới chân núi đã bị chặn lại. Trong mênh mông tuyết sơn, nàng dễ dàng lạc hướng, chỉ có thể theo những hòa thượng của đại kiếp nạn tự chạy trốn cực khổ đầu đà võ công cao cường, không cần đường mòn, cũng có thể leo lên leo xuống. Nhưng phần lớn tăng binh vẫn phải cẩn thận rửa sạch tuyết trên đường, khó khăn mà tiến về phía trước. Sau khi bắt được Tô Kiếm Đình, võ liệt cùng ưng dương hai người không ngừng truy kích Tô Niểu, gắt gao giám sát nàng. Khi thẩm lãng dẫn quân xuống núi, những tăng binh này vẫn còn đang lọ mọ ở sơn đạo. A Lỗ Nana dẫn quân sông pha liều mạng, giết sạch hơn trăm tăng binh, Tô Niểu cũng bị bắt làm tù binh của thẩm lãng. Vì thế, trong trận chiến ở Đại Kiếp nạn cung, Khương Quốc không ai thoát được, Tô thị cũng không ai thoát được. Chỉ có Cực khổ đầu Đà mang theo mười mấy cao thủ của Đại Kiếp nạn tự thoát được, nhưng hắn đã điên loạn tam quan, muốn về Đại Kiếp nạn tự bế quan suy ngẫm, không quan tâm đến số phận của Tô thị. Lần trước khi trấn xa thành bị vây hãm, Cực khổ đầu Đà đã không kịp báo cho Tô Nan, lần này càng không thể. Vì thế, Tô thị không biết gì về những chuyện xảy ra ở Đại Kiếp nạn cung. Thẩm Lãng dẫn một vạn quân xuống núi rất thuận lợi nhưng cũng rất gian nan thuận lợi là vì hắn đã chuẩn bị sẵn những chiếc ván trượt tuyết bằng gỗ phế của đại kiếp nạn tự. Không thể dựa vào nhân lực để đào thông đường trong thời gian ngắn, hắn liền trượt tuyết xuống núi. Nhưng không ai quen lướt trên tuyết, do đó việc chạm vào nhau và ngã xuống đã gây ra một số thương vong. Hơn nữa, do tuyết lở, những đống tuyết phập phồng không chừng nên việc xuống núi vẫn rất gian nan. Tuy nhiên, sau 4 ngày, một vạn quân vẫn đã hoàn toàn xuống núi. Sau đó, họ không dừng lại mà cưỡi ngựa song hành, tiến quân với tốc độ chóng mặt, lao như điên về phía thành bạch dạ. Vì mang cờ Khương quốc và có một số đại tướng Khương quốc, nên trên đường đi họ không chỉ không gặp bất kỳ sự cản trở nào, mà ngược lại thu được khá nhiều vàng và lương thảo mà họ không thể hiểu được. Sau một hồi lâu, Tô Toàn, chủ soái của liên quân Tô Thị, đã hồi phục và lớn tiếng ra lệnh, toàn quân tập kết, chuyển hướng, đón địch, đón địch. Nhưng lúc này, hàng vạn binh sĩ của liên quân Tô Thị đang mải mê công thành, khi thế hừng hực làm sao có thể yêu cầu họ tập kết và sắp xếp hàng đội để đón địch trong thời gian ngắn như vậy? Điều đó có thể sao? Hơn nữa, vùng đất này bằng phẳng, không có bất kỳ phòng tuyến nào. Ngay cả khi ngươi có thể tập kết và sắp xếp hàng đội, liệu có thể chống lại cuộc tấn công của kỵ binh không? Đó quả thực là giấc mơ của kẻ ngốc. Sát sát sát, ngao ngao ngao, thẩm lãng và a lỗ nana cùng với một vạn kỵ binh dưới trướng tiến vào trạng thái điên cuồng. Đặc biệt là những võ sĩ từ Khương Quốc, đây mới là điều họ yêu nhất phê lòi nhất chính là lao tới và nghiền nát bộ binh địch. Một vạn kỵ binh trải dài trên mặt đất, dường như không có hồi kết. Họ tiếp tục nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Thậm chí không cần phải vung đao, chỉ cần tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến lên. Trong tay cầm lấy gươm giáo, họ giống như những người cày ruộng, điên cuồng mà cắt qua mọi thứ. Họ chỉ cần nghiêng về một phía và tàn sát, cứ như vậy mà tiếp tục. Dù liên quân Tô Thị rất tinh nhuệ, lúc này họ cũng đang bị tàn sát một cách điên cuồng. Ban đầu, gia tộc Tô Thị cũng có kỵ binh, Tô Toàn có 2.000 kỵ binh và Tam Mắt Tà có mấy ngàn mã tặc dưới trướng. Tuy nhiên, vì sợ trịnh đà, một nửa số kỵ binh đã được điều động đến chiến trường Tuyết Lương Thành ở phía Bắc và chỉ còn lại gần 1.000 kỵ binh tại chiến trường Bạch Dạ Quận Thành. Những kỵ binh này lại được phân tán ở mấy góc khác nhau của chiến trường làm lực lượng cơ động cho toàn quân. Lúc này, họ thậm chí không kịp tập kết mà phải trực tiếp tác chiến trên chiến trường. Phanh 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 phanh, với hơn vạn kỵ binh lao nhanh, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Trên toàn bộ chiến trường, bụi đất cuồn cuộn như cơn bão cát. Họ tiếp tục nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Liên quân Tô Thị chịu tổn thất nặng nề, không thể đếm xỉa. Cứ như vậy mà tiếp tục nghiền áp, nghiền áp và nghiền áp. Ninh khiết công chúa trong bạch dạ đang bị kẹt trong thành và bị quân đội Tô Thị vây quanh khi nhìn thấy đoàn kỵ binh lớn như Thủy Triều tiến tới, trước tiên là một cơn tuyệt vọng. Bởi vì đoàn kỵ binh này mang lá cờ của Khương Quốc, nhưng ngay sau đó, bọn họ lại phát điên vì vui mừng, bởi vì đoàn kỵ binh này lại điên cuồng xông vào liên quân của Tô Thị. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Lãng, bọn họ càng mừng rỡ hơn nữa, bởi vì Thẩm Lãng quá xoái ca, ai nhìn qua cũng không thể quên được. Đây chính là Thẩm Đại Nhân. Viện quân đến rồi, viện quân đến rồi. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Đó là Thẩm Lãng, là Thẩm Lãng Đại Nhân. Trương Sung Đại Nhân Vạn Tuế. Trương Sung Đại Nhân Vạn Tuế. Đồ, Rõ ràng là thẩm lãng chỉ huy đại quân tới giải nguy cho bọn họ, bọn họ lại kêu trương sung đại nhân vạn tuế. Thế giới này chỉ có đại viêm đế quốc mới được xưng vạn tuế, các ngươi kêu lung tung thế này không được. Dù sao thì, Ninh Khiết công chúa và binh lính canh gác trên thành cũng hưng phấn lên trời. A à, ha ha, con mẹ tụi bay, giết, giết, giết hết lũ súc sinh của Tô thị này. Vì thế, bọn họ trên thành giống như sống lại sau khi chết, chiến đấu điên cuồng. Vèo 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 vèo, mũi tên trong tay liên tục bắn ra. Tất nhiên là mũi tên của bọn họ đã dùng hết từ lâu rồi, những mũi tên này đều là do liên quân Tô thị bắn vào. Thiếu mũi tên, bọn họ liền cầm đá cuồng ném, cầm gỗ đã bị đốt cháy cuồng ném. Ninh Khiết trưởng công chúa liều mạng ấn vào vết thương trên cổ của Trương Sung, nghĩ cách bôi thuốc và cầm máu. Dù nàng là một người siêu cấp lạnh lùng, lúc này cũng cảm thấy khô nóng run rẩy. Nghe tiếng ngựa chạy vang dội bên ngoài, nghe tiếng kiếm đao đánh nhau, giống như tiếng âm thanh thiên thần vậy. Nửa tháng qua quá khổ sở mỗi ngày đều có người hy sinh, mỗi ngày đều sống trong tuyệt vọng. Ngày đầu tiên đã như rơi vào địa ngục, sau đó mỗi ngày đều không ngừng xa sâu, như luôn luôn chìm vào 18 tầng địa ngục. Có cảm giác rằng cuối cùng sẽ không thể thoát ra được, sẽ bị hủy diệt. Nhưng không ngờ, từ địa ngục lại bước lên thiên đường, không có chút giảm sóc nào, từ tuyệt vọng lại đi đến chiến thắng. Tên cận bã thẩm lãng này thật sự làm được. Hắn thật sự chỉ dùng vài trăm người tiêu diệt được hàng vạn quân của Khương Vương, thật sự mang theo hàng vạn quân giết trở về. Tên cặn bã này quả là ghê gớm. Không trách Trương Sung trước đó tin tưởng hắn như vậy. Ninh Khiết không khỏi khóc lóc nói, Trương Công, Trương Công, chúng ta sắp thắng rồi, ngươi hãy mở to mắt ra xem này. Trận chiến đôi khi rất kéo dài, thậm chí kéo dài 5 tháng. Nhưng đôi khi lại rất nhanh, chẳng hạn như bây giờ. Chỉ trong một canh giờ, chiến trường ở thành Bạch Dạ cũng đã gần như kết thúc. Đối mặt với đoàn kỵ binh từ phía sau sông lên với tốc độ cao, bộ binh vốn không có khả năng chống cự, Hú chi là bị vây công từ trong ra ngoài. Liên quân Tô thị đầu tiên tan rã là mấy ngàn lính đánh thuê Tây vực, chúng điên cuồng bỏ chạy. Sau đó là quân binh của đại kiếp nạn tự, tiếp theo là lũ Tam mắt tà mã tặc. Cuối cùng là tư quân của Tô thị gia tộc cũng hoàn toàn tan rã. Trong một thoáng, toàn bộ chiến trường như một nồi cháo loãng, vô số kẻ thù khắp nơi bỏ chạy. Trước đó Tô toàn đã bắt được nhiều kẻ giả dạng dân thường bỏ chạy cướp của, bây giờ thẩm lãng kỵ binh cũng bắt được nhiều kẻ bỏ chạy hội quân nhưng hắn không cần phải bắt, hắn chỉ cần vây quanh Tô Toàn là được. Khi chiến cuộc hoàn toàn tan vỡ, 2.000 trung quân đã bảo vệ Tô Toàn liều mạng chạy thoát. Nhưng đại đa số trong 2.000 trung quân này là bộ binh trọng giáp, không phải kỵ binh. Tô Toàn cũng chỉ có thể mang theo vài trăm kỵ binh nhẹ khinh chạy thoát. Nhưng hắn chắc chắn là không thể trốn thoát được bởi vì thẩm lãng đã sớm sai đại ngốc, võ liệt, ưng dương và một ngàn kỵ binh khác chặn đường lui của hắn. Lúc này Tô Toàn và Tô Kiếm Ngạn đã bị vây quanh, bên cạnh họ chỉ còn chưa đến 500 quân tô thị. Nhưng tô kiếm ngạn trong tay có con tin. Thẩm lãng, các ngươi đừng lại gần, nếu không ta sẽ giết Trương Sung Nhi Tử và Tôn Tử. Tô kiếm ngạn gào lên, thả ta ra, thả ta ra, nếu không ta sẽ giết bọn họ. Đứa con ngoan của Tôn An hầu tước, lúc này trông như điên cuồng, dao nhỏ liên tục múa may trên cổ của đứa bé 5 tuổi. Thẩm lãng lớn tiếng nói, tô kiếm ngạn, ngươi đừng kích động, ta sẽ thả ngươi ra, ta sẽ thả ngươi ra. Tô kiếm ngạn run run hỏi, thật sao thẩm lãng nói ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi ngươi hãy buông nhi tử và tôn tử của trương sung đại nhân tô kiếm ngạn quát không được không được chừng nào các ngươi lại thay đổi ý định thì sao ngươi phải trước thả chúng ta ra thẩm lãng nói chỉ có thể thả ngươi một mình ra tô toàn không thể đi chính ngươi chọn đi tô kiếm ngạn đưa lưỡi dao sắc bén vào cổ của đứa bé lạnh lùng quát các ngươi hãy mở một con đường ra để cho kiếm vương lý thiên thu rời xa đi ít nhất phải rời xa nửa dặm nếu không ta sẽ giết Trương Sung tôn tử. Thẩm lãng gật đầu. Lý Thiên Thu, vị kiếm vương, đã nhanh chóng rời đi, bay khoảng 3-400m ra xa. Thẩm lãng nói, ngươi có thể dùng cháu trai của Trương Sung đại nhân làm con tin, nhưng Trương Tuân là một người trưởng thành, việc ngươi mang theo hắn chỉ làm trói buộc bản thân mình. Hãy thả hắn đi. Tô kiếm ngạn lạnh lùng đáp lại, không thể, không thể. Hãy mở một lối đi cho ta ngay, và cho ta lên ngựa. Nếu không, ta sẽ giết đứa bé này hắn hoảng loạn đến mức dao nhỏ trong tay đã cắt vào làn da của cậu bé trương đều mới 5 tuổi, máu tươi chảy ra. Nhưng lúc này, cậu bé 5 tuổi này không kêu lên tiếng đau, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào người cha đã bất tỉnh. Thẩm lãng nói, nếu ngươi không thả trương tuân, ta sẽ không để ngươi đi. Hãy suy xét kỹ. Tô kiếm ngạn đột nhiên cắn răng, ném trương tuân đã bất tỉnh ra trước mặt. Một con tin là đủ, trương đều mới 5 tuổi, thân hình nhẹ nhàng sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ của chiến mã. Một số võ sĩ tiến lên, bảo vệ trương tuân và mang hắn đi tô kiếm ngạn nói hãy để ta đi ta đã giữ dao ở cổ họng của trương đều thẩm lãng vung tay lên vòng vây mở ra một khe hở tô kiếm ngạn bắt cóc trương đều bay nhanh ra khỏi vòng vây còn tô toàn hắn không thể quản được nhiều như vậy dù sao chỉ cần ta sống sót là đủ rồi khi vừa thoát khỏi vòng vây hắn phát hiện ra rằng bên cạnh thẩm lãng có một nữ nhân tô niểu kiếm ngạn cứu ta cứu ta Tô Niểu kêu lên. Tô Niểu, người phụ nữ tuyệt sắc của gia tộc Tô Thị và cũng là người yêu của Tô Kiếm Ngạn. Cô lớn hơn hắn 3 tuổi. Nữ nhân này, từ khi 19 tuổi, đã là quá phụ trong gia tộc Tô Thị. Cô được coi là người phụ nữ đầu tiên của Tô Kiếm Ngạn, người đã từng làm tan vỡ trái tim anh. Dù sau này Tô Kiếm Ngạn đã lấy vợ và sinh con, nhưng vợ anh không thể so sánh với Tô Niểu. Cô là người phụ nữ mà anh yêu nhất từ trước đến nay. Khi Tô Nan đưa Tô Niểu cho Khương Vương A Lỗ Thái, Tô Kiếm Ngạn cảm thấy tim mình như bị đâm thủng, nhưng anh không thể phản đối. Tô Kiếm Ngạn gào lên, Thẩm lãng, "Hãy thả Tô Niểu ra." Thầm lãng ngạc nhiên, Tô Kiếm Ngạn lạnh lùng nói, "Hãy thả Tô Niểu ra, nếu không tôi sẽ chặt bỏ cánh tay của đứa bé này." Thầm lãng run rẩy, vung tay lên, ngay lập tức, người phụ nữ tuyệt sắc của gia tộc Tô thị được giải cứu. Cô không dám tin vào mắt mình và quay đầu lại nhìn. Tô Kiếm Ngạn gọi, "Tô Niểu tỉ tỉ, hãy đến đây, hãy đến đây." Tô Niểu leo lên ngựa và chạy ra khỏi vòng vây, tiến về phía Tô Kiếm Ngạn. Tô Kiếm Ngạn nhìn Tô Niểu với ánh mắt đầy nồng nhiệt và nói, Tô Niểu tỷ, ta sẽ không bao giờ để tỷ rời xa ta. Sau đó, Tô Kiếm Ngạn và Tô Niểu cùng nhau cưỡi ngựa thoát đi, hướng về phía Trấn Viễn Hầu. Quả nhiên, thẩm lãng không có phái ai đuổi theo. Chỉ khi chiến mã đã chạy đến giới hạn của nó, Tô Kiếm Ngạn mới từ từ giảm tốc độ. Khi nhìn lại phía sau, không có ai đuổi theo cả. Tô Kiếm Ngạn thở dài nhẹ nhõm, cười lạnh và nói, thẩm lãng đã tạo ra một từ mới, ngốc bức, và chính hắn chính là người ngốc bức đó. Hắn thật sự đã để ta đi, ha 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 ha. Hắn nghĩ rằng ta thật sự sẽ thả cháu trai của Trương Sung đi sao, mơ đi. Chỉ cần tới được Trấn Viễn Hầu tước phủ, ta sẽ giết đứa bé này, để thẩm lãng phải nhặt xác, ha ha ha. Sau đó, Tô Kiếm Ngạn quay lại nhìn Tô Niểu và nói, Tô Niểu tỉ tỉ, những ngày qua đã làm em chịu khổ. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Tô Niểu mỉm cười và nói, "Được rồi." Sau đó, cô ấn một cái gì đó trong tay áo của mình. Ba ba ba, ngay lập tức, vô số kim châm giống hệt nhau bay về phía sau lưng Tô Kiếm Ngạn. Bạo Vũ Lê Hoa, hàng trăm kim châm độc đột nhiên đâm vào sau lưng và cổ Tô Kiếm Ngạn. "A!" À, Tô Kiếm Ngạn kêu lên một tiếng thảm thiết. Anh gần như hoàn toàn không thể tin vào điều đang xảy ra. Anh quay đầu lại với vẻ hoảng loạn và nói, "Tại, tại sao?" Anh không thể phát ra từ thứ ba. Câu cuối cùng của anh bị ngắt quãng. Vì trên những kim châm này đều có chất độc tác động lên hệ thần kinh, đây chính là chất độc đã khiến đại tông sư Tuyết ẩn bị đông cứng toàn thân. Sau khi Thẩm Lãng mở ra nghiên cứu về độc tại Phù Đồ Sơn, chất độc này đã trở thành vũ khí mới của anh. Tại sao? Tô Niểu nói, bởi vì ta muốn sống sót. Thẩm Lãng đã thử nghiệm trên người ta, không biết đã rót bao nhiêu thứ vào cơ thể ta. Nếu rời xa hắn, ta chắc chắn sẽ chết. Tô Niểu ôm lấy cậu bé trong lòng Tô Kiếm Ngạn, Cậu bé Trương đều mới 5 tuổi không bị trúng kim châm, vì Tô Niểu đã chờ đúng thời cơ để phóng vào sau lưng Tô Kiếm Ngạn. Tô Kiếm Ngạn, ta là người phụ nữ đầu tiên của ngươi, là người đã từng làm tan vỡ trái tim ngươi, nhưng ngươi chỉ là một trong số những người đàn ông của ta." Tô Niểu cười lạnh và nói. Sau đó, Tô Niểu cầm lấy dây cương của chiến mã của Tô Kiếm Ngạn và trở lại quân đội của Thẩm Lãng. Tiếp theo, cô lại bị trói chặt toàn thân, trở thành một tù nhân. Tô Kiếm Ngạn được giam vào trong một cái lồng sắt Lúc này Trương Tuân đã tỉnh lại, khi nhìn thấy con trai mình đã trở lại, anh ôm lấy cậu bé và run rẩy. Cậu bé Trương đều mới 5 tuổi, chỉ bắt đầu khóc to sau khi mọi việc đã kết thúc. Trong vòng vây của Đại Quân, Tô Toàn run rẩy hỏi, "Thẩm Lãng, ngươi làm thế nào được? A lỗ Thái đâu? Tô Kiếm Đình đâu?" Thẩm Lãng mỉm cười và nói, "Điều này còn quan trọng sao?" Tô Toàn thở dài, "Đúng vậy, tất cả những điều này đều không quan trọng." Tô Toàn nói, "Thẩm Lãng, ngươi đã thắng trên chiến trường bạch dạ nhưng ngươi vẫn không thể tiêu diệt gia tộc tô thị của ta ngươi đã thấy lâu đài của trấn viễn hầu tước phủ của ta chưa nó nằm trên đỉnh núi chỉ cần một người giữ cổng là đủ hàng vạn người cũng không thể xâm nhập thẩm lãng chắc chắn đã thấy lâu đài của gia tộc tô thị thậm chí còn kiên cố hơn thành phố lớn của nội triều gia tộc tô thị đã dùng hàng trăm năm để xây dựng lâu đài với quy mô lớn như vậy tô toàn nói chủ công thông minh xảo trá không thể so sánh với ngươi nhưng anh ta đã liên tiếp gặp họa vì lòng tham muốn quá nhiều nhưng bây giờ khi chiến trường bạch dạ đã thua anh ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo vệ gia tộc tô thị vì vậy ngươi không thể tiêu diệt gia tộc tô thị chỉ cần chủ công còn sống gia tộc tô thị sẽ không bao giờ bị tiêu diệt gia tộc tô thị của ta có rất nhiều nhân tài lâu đài của gia tộc tô thị ta có phòng thủ kiên cố đừng nói đến ngươi kẻ hèn và một vạn quân đại quân của ngươi ngay cả nếu có ba vạn hay năm vạn họ cũng không thể công phá được Lô đài của gia tộc Tô thị ta không thiếu nước và lương thực, có thể chống lại trong vài năm mà không gặp vấn đề gì. Ngươi không thể công phá được, và ngươi không thể tiêu diệt gia tộc Tô thị." Tôn Nan Hét to. Thẩm Lãng vẫn như cũ, nói: "Tô Toàn, tất cả những điều này có liên quan gì đến ngươi?" Tô Toàn cười ha hả và nói: "Làm sao mà không có liên quan? Làm sao mà không có liên quan? Chỉ cần dòng họ Tô của ta không diệt vong, sẽ luôn có một ngày chúng ta sẽ tái khởi Đông Sơn." và chúng ta sẽ tiêu diệt hết dòng họ kim của ngươi. Thẩm lãng nói, nếu ngươi muốn tự tử thì hãy nhanh lên, không cần phải nói dài dòng. Nếu ngươi không ra tay, ta sẽ phải ra lệnh tấn công. Tô Toàn rất không cam lòng. Hôm nay, chiến thắng đã ở trong tầm tay hắn, chỉ còn thiếu một chút nữa thì đã chiếm được thành bạch dạ. Chỉ thiếu một chút nữa thì quân đại của hắn đã quét sạch toàn bộ phía nam tỉnh Thiên Tây. Đáng tiếc là thất bại trong gang tắc, bị kẻ nhỏ bé này phá hoại. A a a, Tô Toàn giống lên từng đợt đau khổ. Sau đó, hắn đột nhiên rút kiếm và đặt lên cổ. Do dự ba bốn lần, thật là không cam lòng, thật là không muốn chết. Chủ công, Tô Nan đệ đệ, hãy trả thù cho ta. Thẩm lãng, ta sẽ chờ ngươi ở địa ngục. Tô Toàn đột nhiên cắn răng, tự cắt cổ. Thân hình cao lớn của hắn gục xuống đất với tiếng động lớn. Thẩm lãng lớn tiếng nói, các võ sĩ của Tô Thị. Chủ soái của các ngươi đã chết, hãy ném vũ khí xuống và đầu hàng đi, Ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Sau khi Tô toàn chết, 300 võ sĩ của Tô thị bên cạnh hắn rất sợ hãi. Lúc này, nghe Thẩm Lãng nói, một người không khỏi run rẩy hỏi, "Ngươi đang nói thật sao?" Thẩm Lãng trả lời, "Các ngươi đã bị ta vây quanh, ta còn có gì để nói dối." Ngay sau đó, Thẩm Lãng đột nhiên giơ tay lên và ra lệnh, "Dương cung, cải tên." Ngay lập tức, hàng ngàn quân đội chỉnh tề Dương cung nhắm vào 300 tư quân của Tô thị trong vòng vây thẩm lãng cười lạnh và nói nếu các ngươi không ném vũ khí xuống và đầu hàng ta sẽ phải ra lệnh bắn tên tô thị tư quân một người tướng lãnh nói thẩm lãng ngươi nói thật chứ huynh đệ ơi hãy buông vũ khí và đầu hàng ngay lập tức ba trăm tư quân của tô thị trong vòng vây ném vũ khí xuống quỳ xuống ôm đầu và chờ chúng ta bắt làm tù binh thẩm lãng ra lệnh ba trăm tư quân của tô thị quỳ xuống hai tay ôm đầu thẩm lãng mỉm cười và nói có một câu nói rất đúng quỳ thì sống, đứng thì chết. Ta chỉ muốn xem các ngươi quỳ chết mà thôi. Các ngươi thật sự rất nghe lời, ta bảo quỳ xuống thì các ngươi quỳ xuống. Tiếp theo, gương mặt hắn đột nhiên biến sắc và hét lớn, bắn chết họ. Ngay sau khi ra lệnh, ngay tức khắc, hàng vạn mũi tên được bắn ra. Ba ba ba. Ba trăm tư quân của Tô Thị Quỳ trên mặt đất đã bị bắn thành con nhím trong nháy mắt và chết thảm. Trước khi chết, trong lòng các tư quân của Tô Thị chỉ có một câu, thẩm lãng, con mẹ ngươi. Đến cuối cùng, gần hai vạn đại quân dưới trướng Tô Toàn, trừ bỏ mấy ngàn người đã chạy trốn ra ngoài, phần còn lại hầu như đã bị tiêu diệt. Không có một tù binh nào được giữ. Hết cháp 266